Hồi ức của nữ cận vệ tham gia chiến trường từ năm 13 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của nữ cận vệ Nguyễn Thị Ngọc Loan được bạn bè ví như một cuốn tiểu thuyết đầy cảm động. Những chiến sĩ gan dạ ngã xuống vì Tổ quốc đã gieo vào bà ý chí sắt đá, mặc cho bom, pháo bay vèo vèo trên đầu. Bà và đồng đội vẫn chiến đấu quên mình vì lý tưởng cách mạng. Để rồi có một ngày, bà chính là nữ thanh niên xung phong trẻ tuổi, xuất sắc nhất được cấp trên cử đi dự đại hội thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Biệt danh Loan Chính phủ bắt đầu từ đó. Vậy những năm tháng hào hùng cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp nước nhà của bà như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Nữ thanh niên xung phong trẻ tuổi sắt đá. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan sinh năm 1950 trong gia đình nghèo khó, có 4 anh em, được cha mẹ đặt cho cái tên Phạm Thị Cái. Người anh của bà sớm thất lạc gia đình, đến năm bà 12 tuổi thì mẹ mất. Năm bà 13 tuổi thì cha cũng đi theo mẹ, bỏ lại 3 anh em bà bơ vơ đói khát. Kể lại ký ức buồn trong nước mắt, bà nghẹn ngào. Lúc ấy, nhà cửa có, mà lạnh lẽo quá. Bình thường có ba mẹ, tiếng nói ríu rít khắp cả nhà. Nhưng khi ba mẹ mất, mấy chị em còn bé quá, chỉ khóc hoài. Tối đến, ba chị em không dám ngủ trong nhà mà ra ngoài đồng rơm kéo rơm thành một lỗ rồi chui vào trong cho ấm. Gia đình chỉ còn lại người cô ruột. Tuy nhiên, gia cảnh cũng khó khăn nên không lo được cho ba chị em. Sau buổi tối ở đống rơm, cứ sáng đến là cả ba chị em tôi tìm đến nhà hàng xóm. Ai kêu làm gì thì làm nấy, cho ăn gì thì ăn nấy. Tối đến lại tìm về đống rơm để ngủ. Thời đó ở quê buồn lắm. Mỗi lần nằm ở đống rơm, nghe tiếng súng đạn vang trời là tôi lại thèm được cầm súng ra trận địa coi thế nào, chứ chẳng biết đó là nơi nguy hiểm. Cuộc sống của ba chị em bà cứ thế trôi đi. Có lần một cô du kích trong thôn đi về ngang qua thấy đống rơm động đậy thì vừa sợ vừa ngạc nhiên. Lấy hết can đảm, cô du kích tiến lại gần, dỡ từng bó rơm dạ thì thấy ba đứa trẻ lấm lem, đen đúa đang co quắp trong cái lạnh cắt da. Thấy người lạ, mắt ba đứa trẻ đỏ hoe, nhìn ngơ ngác. Bà Loan kể lại. Khi ấy cô du kích hỏi chúng tôi, ba mẹ mấy đứa đâu mà nằm đây? Tôi trả lời, ba mẹ con mất hết rồi, con không biết đi đâu. Thấy tình cảnh đáng thương của chúng tôi, cô du kích vuốt tóc tôi hỏi, đi bộ đội không? Chỉ vào cây súng của cô du kích, tôi nhanh nhảu đáp, cô ơi, em đi thì có cây súng này không? Cô du kích cười khi nhìn tôi quả quyết bảo, có. Ngày tới đó tôi rất vui và nói, vậy mai cô cho em đi nha. Thế là tôi đi theo cô du kích khi chỉ mới 13 tuổi. Còn hai đứa em nhỏ, tôi nhờ bà con chòm xóm trông giữ. Cô du kích thấy cái tên Phạm Thị Cái với quá khứ buồn tủi thì đặt lại tên là Nguyễn Thị Ngọc Loan. Không chỉ có vậy, với vóc dáng nhỏ bé và còn nhỏ tuổi nên bị đưa đẩy suốt. Bà Loan chia sẻ, khi đó tôi lo lắng lắm, cứ tưởng không được mọi người nhận vào. Ban đầu tôi được đưa về Đồng Tháp 10 cho nhập vào đoàn giao liên. Tuy nhiên do quá nhỏ nên đoàn giao liên không dám nhận. Mấy cô trong đoàn du kích lúc này cũng chẳng biết làm sao, gửi tôi cho dân thì cũng không được, liền nghĩ ra cách đưa tôi về đơn vị 514 của Đồng Tháp 10, bộ đội địa phương. Ở đây họ cũng chê tôi nhỏ, không nhận. Cực chẳng đã, đoàn du kích đưa tôi vào rừng. Mấy anh du kích dặn tôi khi vào rừng thì không được phát ra tiếng động, trừ đoàn du kích còn bất cứ ai gọi cũng đừng có ra. Đến chiều, mấy anh du kích sẽ về đưa tôi ra để vào trong dân. Có những buổi nước lớn lên đến gần cổ, tôi vẫn phải chịu đựng, không dám cãi lệnh mấy anh du kích mà rời vị trí. Qua 2 năm lăn lộn trên chiến trường, bà Loan khác hẳn so với ngày mới nhập ngũ, gan dạ lạ thường. Lúc ấy, bà 15 tuổi, được nhận vào lực lượng thanh niên xung phong giải phóng miền Nam, đội thanh niên xung phong 198 Thành Đồng. Lực lượng này có nhiệm vụ làm hậu cứ cho những anh bộ đội đánh giặc. Bà Loan bắt đầu làm quen với việc tải đạn, tải gạo, cứu thương binh, chôn bộ đội hy sinh. Suốt từ tháng 8 năm 1965 đến năm 1972,
bà Loan phục vụ tại đơn vị này và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà đã phục vụ hàng trăm trận đánh nổi tiếng như Nhà Đỏ, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Bông Trang, Chiến Khu D, Bắc Tây Ninh, Tổng Tiến Công Mậu Thân năm 1968. Năm nào bà Loan cũng là chiến sĩ thi đua xuất sắc nhất tổng đội. Đồng đội của bà Loan kể lại rằng Nguyễn Thị Ngọc Loan khuôn mặt như trăng rằm ấy, lúc nào cũng ca hát véo von, yêu đời ngay giữa bom đạn khốc liệt, ngây thơ như một em bé, chẳng biết sợ là gì. Nhưng ở con người ấy lại là tấm gương xuất sắc với lòng quả cảm hàng đầu trong công tác thi đua của lực lượng thanh niên xung phong. Tuy vóc dáng Loan nhỏ bé, trọng lượng chưa đầy 40kg, nhưng khi ra trận thì quật cường, vác đến 50 cân chạy băng băng. Mỗi ngày, cùng với một chiến sĩ nữ khác trong lực lượng thanh niên xung phong, Loan vận chuyển tới hơn 3 tấn đạn gạo trong bom đạn và biệt kích của địch. Nữ cận vệ trẻ tuổi Gian Truân. Nhờ sự gan dạ mà bà Loan khi mới 16 tuổi đã được giao làm tiểu đội trưởng. Nhớ lại kỷ niệm ấy, bà nở một nụ cười hạnh phúc. Hồi đó tôi có biết cái gì đâu. Làm tiểu đội phó, nhưng mấy chị trong tiểu đội toàn phân công cho tôi mang vác đồ đạc, nồi niêu, tôi cũng mang. Sau này tôi làm tiểu đội trưởng tiểu đội 3, thuộc tổng đội C198 Thành Đồng của lực lượng thanh niên xung phong. Chính vì sự năng nổ, cấp trên giao việc gì, dù khó thế nào bà cũng đảm đương. Lúc ấy cả đơn vị không ai có thể ngờ, một cô bé nhỏ nhắn ấy lại có sức mạnh và sự gan dạ đáng nể phục đến vậy. Nên bà Loan được cấp trên của tổng đội cử đi dự đại hội chiến sĩ thi đua toàn miền. Trước những yêu cầu cấp thiết trong cuộc chiến chống Mỹ sau Mậu Thân 1968, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 1969, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và các lực lượng yêu nước khác đã họp đại hội đại biểu quốc dân miền Nam. Đại hội nhất trí bầu ra chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ vinh dự nhất mà bà Loan được nhận là tham dự đại hội này. Khi đi tham dự đại hội, bà Loan được bố trí ngồi trên khu vực đoàn chủ tịch. Ngồi bên cạnh bà Loan khi ấy là luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam khi ấy. Ông Huỳnh Tấn Phát, chủ tịch chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khi ấy, cùng với nhiều đồng chí khác. Hình ảnh bà Loan tham dự đại hội này được lưu lại cho đến nay, và sau khi về lại đơn vị, mọi người đã trầm trồ khen ngợi, đồng thời đặt cho bà một biệt danh Loan Chính Phủ. Chiến đấu ngoan cường, gan dạ cho đến khi đơn vị giải tán. Năm 22 tuổi, bà Loan được cho đi học ở Hà Nội để bổ sung cán bộ về sau. Tuy vậy, bà Loan lại tìm mọi cách thoái thác vì không muốn xa mảnh đất miền Nam thân thương. Đang lo lắng không biết làm sao thì mấy chị trong đơn vị mới bày kế cho bà rằng nếu cấp trên ép buộc thì bà dọa tự tử là không phải đi. Bà Loan thật thà ngay theo. Khi cấp trên kêu bà đi thì bà làm y chang như những gì các chị chỉ dạy, bà dọa tự tử. Cấp trên của bà hỏi bà định tự tử bằng cách nào thì bà cuống cuồng mà rằng: em cũng không biết, mấy chị chỉ vậy chứ em không biết tự tử bằng cách nào. Ngày tới đó ai cũng cười ồ lên, bó tay cho sự ngờ nghịch của cô bé Loan nhỏ nhắn. Thấy bà Loan quyết tâm, cấp trên cũng không cố ép bà phải đi học. Lúc này xét thấy sự cống hiến trung thành vì lý tưởng cách mạng nên cấp trên của bà phân công bà vào lực lượng an ninh T4 từ Đồng Dù, Củ Chi xuôi về Long An năm 1973. Khi về an ninh T4, cấp trên của bà Loan bàn tính chuyện đưa bà vào hoạt động công tác CK, công tác bí mật, hoạt động trà trộn với địch. Tuy vậy, ở đơn vị hình ảnh của bà đã được chụp lại quá nhiều trong những lần nhận thành tích, nên cấp trên hủy dự tính ban đầu, chuyển bà Loan qua bảo vệ cho ông Mười Thơ. Ông Mười Thơ lúc bấy giờ là phó bí thư thường trực khu ủy Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. Tên thật của ông là Nguyễn Kiến Lập, sau đổi thành bí danh Nguyễn Thành Thơ hay Mười Thơ. Ông sinh năm 1925 tại quận Cầu Kè, Cần Thơ, nay là huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Ngoài ra, ông còn được gọi với cái tên là Chín Bôn. Ông là một trong những người quan trọng nhất của lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Khi về làm công tác bảo vệ cho ông Mười Thơ, ngoài việc bưng cơm nước cho ông, bà Loan còn được tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao cùng làm việc với ông Mười Thơ. Sau một thời gian làm công tác bảo vệ ông Mười Thơ, bà Loan được tin tưởng và thương yêu hết mực. Một phần thương cho cô gái bé nhỏ, mồ côi cha mẹ từ thuở bé, sống chiến đấu trong môi trường quân đội nên chỉ biết đến mùi súng đạn chứ chẳng va chạm gì xã hội. Ngay thời điểm phải trả bà Loan lại cho Trung ương đoàn, ông Mười Thơ cũng vì tình thương mà giữ bà lại bên cạnh để phục vụ. Ngay cả việc cưới gả bà Loan,
ông Mười Thơ cũng đứng ra lo dùm và đóng vai trò như người cha của bà. Bà lập gia đình năm 1974, đám cưới được tổ chức trong sự ấm cúng và tình yêu thương của những lãnh đạo cấp cao lúc bấy giờ. Thần cỏ quãng vắng. Sau khi lấy chồng công an, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan có một cuộc sống hạnh phúc. Đất nước thống nhất, bà Loan công tác tại công ty xây lắp thuộc chi nhánh của Sở Nông nghiệp Sài Gòn lúc bấy giờ. Vợ chồng bà Loan sống ấm cúng với ba đứa con kháu khỉnh. Tưởng rằng cuộc sống như thế sẽ viên mãn đến cuối đời, ai ngờ tai họa ập đến khiến bà trở nên vất vả trăm bề. Sau một tai nạn giao thông, chồng bà đã ra đi mãi mãi. Sau khi chồng mất, mình bà Loan chật vật với ba đứa con nhỏ. Đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa nhỏ mới lên 4. Tình cảnh éo le khiến bà nhớ đến cha mẹ mình ngày xưa. Bà càng thương những đứa con tội nghiệp. Bà cố gắng gượng làm đủ nghề, bữa giàu bữa cháo sống cùng lũ trẻ. Kể lại những năm tháng khổ cực của phận nữ quá buộn nuôi con mọn, bà Loan tâm sự: làm mọi việc để có tiền nuôi con, tôi chẳng nề hà việc gì, kể cả lượm rác, quét dọn cầu tiêu. Những lúc làm công việc ấy, tôi thấy mình sao hẩm hiu đến thế. Tôi bật khóc mà không dám để thành tiếng. Bạn bè của tôi và tiếp xúc với giám đốc của công ty mà tôi không dám ra gặp, toàn tìm cớ để trốn, vì tôi sợ họ hỏi đến công việc, đến cuộc sống thì tôi chẳng biết phải nói gì, rồi lại khóc mất. Nhiều khi bất chợt họ bắt gặp mình cứ trốn bên này bên kia thì họ nắm lấy tay rồi bảo: ủa, sao mày lại trốn? Tôi chỉ biết nói: dạ không, tại em bận, em không dám. Rồi nước mắt lại trào ra, nghẹn nơi cổ họng. Sau khi nghỉ hưu năm 2003, bà Loan lao về với cuộc sống buôn bán mưu sinh bình thường. Lúc này các con bà đã lớn, có thể tự lo cho bản thân, nên bà bớt đi gánh nặng. Bà và các con sống thầm lặng ở một căn nhà nhỏ tại huyện Hóc Môn. Khi cuộc sống đã tạm ổn định, tuổi của bà Loan cũng xế chiều. Những hình ảnh về đồng đội, chiến sĩ ngày xưa hy sinh nơi trận địa lại vọng về nhoi nhói trong bà. Đã bao lần, bà Loan nghĩ trước sau gì bà cũng phải tìm lại những cứ địa xưa, nơi bà đã từng chôn những đồng đội, bộ đội trong nước mắt để đưa họ về với gia đình. Những ý nghĩ tìm hài cốt đồng đội của bà Loan sớm được thực hiện. Trong một lần đi dự đám cưới con của đồng đội năm 2010, bà vô tình bắt gặp một người trong đoàn đi tìm hài cốt. Ngay lập tức, bà có nguyện vọng được tham gia và chính thức trở thành thành viên của Ban Liên lạc Thanh niên xung phong Giải phóng miền Nam và Cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đơn vị này đã tích cực trong công tác đi tìm hài cốt liệt sĩ ở cả những nơi xa xôi của chiến trường xưa và liên tiếp tìm được nhiều hài cốt. Qua 4 năm miệt mài, bà và đơn vị đã tìm được gần 200 hài cốt của những người đã khuất trong chiến trận. Mỗi khi nhắc về đồng đội, bà òa khóc. Mình tuy khổ, tuy chật vật, nhưng mình còn được sống, được có những bữa cơm, chứ họ thì không thể. Tôi chỉ làm đúng với lương tâm của mình, nhớ và tìm lại hài cốt những người đã khuất, chứ không nghĩ đến chuyện được vinh danh. Mà cũng lạ, dù tuổi cao đấy, nhưng mỗi lần đi tìm hài cốt, tự nhiên tôi cảm thấy có nguồn năng lượng dồi dào đang chảy trong người, không hề cảm thấy nản. Nói về hoạt động của bà Loan, bà Đào Thị Hồng Đào, nguyên trưởng ban tổ chức giám sát của Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: bà Loan là người phụ nữ vất vả, khi chồng mất sớm phải nuôi ba đứa con nhỏ. Năm 2010, tôi gặp bà Loan và hai chị em bàn nhau đi tìm hài cốt liệt sĩ năm xưa. Tính đến năm 2013, đơn vị chúng tôi đã tìm ra được 312 hài cốt liệt sĩ. Gần đây do bệnh tật, tôi xin nghỉ, còn Loan thì vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm trong đoàn. Cuộc đời binh nghiệp và những lận đận đời thường của nữ cận vệ Nguyễn Thị Ngọc Loan đã để lại cho bạn những ấn tượng như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!